Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và trong video của ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến anh em và quý vị các bạn là loa Boss thì bên em lại cập nhật được một ít nữa. Đây nhá, rất nhiều và rất nhiều mẫu loa bầu đã có ở mặt tại Phạm Thức Audio. Và em thì luôn luôn đi sâu vào chi tiết cho anh em từng cặp một chứ em không quay đại trà. Và luôn luôn báo số seri ruột gan chi tiết, ruột gan từng cặp một. Đấy, đây này, 301, 301 nhá. CT3 màu đen nhá, hàng Mỹ về nhá, cực kỳ đẹp luôn. Này, đã có hàng nhá. 11.200 một cặp anh em nhá. 11.200 một cặp trùng series nhau. Đấy, chỗ này anh em đã nhìn thấy mấy cặp rồi đúng không ạ? 1 2 3. Tổng của nó là 8 cặp cơ. Chỗ này mới có 3 cặp thôi nhá, mới lau chùi được 3 cặp. Còn ngày hôm nay trong video này thì em xin phép được lên cho anh em. Đây là Boss 201 CT4 và thùng màu vân gỗ này. Cái viên riêng cái màu vân gỗ này thì trên thị trường cực kỳ ít có luôn. Và đặc biệt với cái mã số là 201 CT4, các bác để ý mà xem chủ yếu nó là màu đen. Nhưng ngày hôm nay thì đã cập nhật ở bên Phạm Thức Audio thì cặp này nó được thiết kế với vỏ phân đỏ ê căng này, đẹp keng luôn nhá, không vết xước, không vết thủng. Và đây, căng có nhám nhá. Đấy, đến cả ấy căng của em cũng dán tem cho anh em nhé. Đây, dán vào đây, tránh cái tình trạng cãi nhau. Căng không xịn, tem không xịn. Đây, cái này nữa. Rồi, thế là xong đôi căng nhé. Đấy, xong đôi căng, tem cực kỳ đẹp luôn. Về đôi loa này thì phải nói ngoại hình của nó là nét căng. Đấy, số CD của em nó đây. Với số CD là 307-036-6B. Hàng này là Made in Mexico. Vào đây, 0366A. Đấy, trùng CD nhau rồi anh em nhé. Công suất bọn này là từ công suất bọn này nó là 150W một quả. Đấy, và đây là góc cạnh. Đây là chữ line này, này. Đây là chữ lép này. Đó, đẹp đây. Về ngoại hình phải nói là cặp loa này cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào tiến hành tháo hai cái loa bát ra để xem ruột gan bên trong của nó này. Các bác có nhìn hai cái màng bát nó giống nhau chưa? Ok rồi nhá. Gân là gân vải này, keo này, đừng keo, đừng chỉ keo này. Mũi vải này, căng tròn luôn như gái 18. Đấy, cụ bát đây, vàng ươm nhá. Chưa một lần tháo ốc. Đấy, hôm nay mới được tháo ra. Được sản xuất vào ngày mùng 9 tháng 10 năm 98 này. Đây, ngày mùng 9 tháng 10 năm 98, Made in Mexico. Bát vàng ươm. Đấy. Nào, bác nào muốn nhìn CD màng không để em tìm xem mà nó đang ở đâu nè, nó rúc ở đâu nè. Đây này, nó rúc ở đây. Đấy. L29 đuôi cuối. Đấy, trùng nhau cả số series màng luôn nhá. Đấy. Đây, cục tép này. Ok chưa? Đuôi cuối. Bồng thơm phức, mở ra thơm phức luôn các bác nhá. Đấy. Và với cặp loa Boss 201 CD4 này với phiên bản thùng vân gỗ như này, rất đẹp như này, bao zin cho anh em tuyệt đối và hàng chuẩn của Mỹ nòi, thì cho em xin phép được báo giá tới anh em với mức giá của nó là 4.800.000. Đấy, anh em cân đối nhá. Màu vàng rất hiếm, màu đen bình thường đã là 4.300.000 rồi. Màu vàng vân gỗ sang trọng, đẹp hơn, và với mức giá là 4.800.000. Anh em chung kết thì số điện thoại của em đây. Địa chỉ của em là 752 đường Điện Biên Lộc Hòa, thành phố Nam Định, cách Big C Nam Định, cách Câu Gâu Nam Định hay còn gọi là bến xe Nam Định chỉ có 200m. Mọi thông tin thì anh em liên hệ qua số điện thoại trên. Và bên em bán hàng thì phải có đặt cọc thì bên em sẽ ship hàng COD cho anh em trên toàn quốc. Cảm ơn anh em, quý vị, các bạn rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh.